làm cho nên cái giáo hội thì người ta rất là đây là in lại bên Mỹ đấy. Vâng ạ. Tức là phấn khởi. Cho nên họ viết á, họ viết họ quên đi cái chuyện là về sau là trở thành cái bằng chứng. Vì khi đó họ cứ nghĩ là công giáo mà. À đây, vào khoảng đầu đời Minh Mạng, Ba Làng, Thạch Hạng, Cổ Thành và Ba Trừ chung nhau làm một cái miếu hay chùa trên nền thờ vọng ở gốc cây Đa La Va. Nhưng về sau bị đồng họ phải rút lui. Vì thế trong những năm trước đây, mấy người già cả bên Lương ở gần linh địa La Vang còn nhớ tích trên nên năng nói rằng bà ấy là bà bên Lương mà bên giáo đã dành đi đó. À đó là nguyên cái nhà thờ La Vang mà bây giờ mà lâu nay cái kiện cả mãi là cái chùa của cái ba cái làng này ta lập. Mà chính nó công nhận như vậy. Nhưng mà họ kể cái chuyện vì ra mà qua bên đào đây này. Tác giả Vạn La Vang kể lại câu chuyện. Dân ta chở khá công nài, bức tranh đổn củi để mai làm chùa. Đang nói chuyện xây chùa đó. Làm rồi khi ấy đi mua, hương đèn lễ vật dọn chùa sửa sang. Dọn ra thần Phật hai hàng, lư hương bạc nước nghiêm trang đề huề. Làm rồi chức dịch mới về, nhân dân lao khổ ế hề bấy lâu. Về nhà nghỉ giấc cánh thâu, tự nhiên mộng mì chiêm bao rập ràng. Trên chùa thần Phật rộn ràng, về bắt chức dịch mấy làng xôn xao. Rằng Phật rằng thần lao đao, có bà bên đào phép cao lạ lùng. Bà vào bà đánh tử tung, bao nhiêu thần Phật đều tung ra ngoài. Tiếng bà thật đã linh oai, lư hương bạc nước đền đài đều hư. Chức làng thức dậy lao lư, hỏi nhau coi thử cũng như một điềm. Sáng mai chức việc đi liền, kêu nhau coi thử sự thiền làm sao. Xét coi trong việc chiêm bao, hoặc hư hoặc thiệt để thể nào cho yên. Kéo nhau mới tới ngoài viên, thấy ngôi thần Phật ngã nghiêng ngoài đường. Kêu nhau khi ấy rộn ràng, kẻ khiêng người vác về làng cho mau. Tưởng rằng thần thánh linh màu đem về cũng tế bấy lâu nay tròn, không hay Phật giả yêu ngôn. Tức là Phật hay nói sau khi cái linh hiện của bà như vậy rồi đó, dân làng lên thấy như vậy rồi mới nói đó. Nên đem lâu nay mình cũng tế thần linh đó là vô ích, mà cho hay Phật giả yêu ngôn là luôn luôn. Cái lời Phật là lời mà giả dối. Tiếc vàng quang thép, tiếc son, tiếc dầu. Linh bà người hóa phép màu. Thôi thôi ta phải chạy mau về làng. Cùng nhau bàn bạc rộn ràng. Chùa này để cũng về đàng đạo nhân. Rỡ đi thì sợ người hờn. Phá không dám phá thiệt hơn thế nào. Tiếc ông nhân sự lao đao. Ăn làm 3 tháng. Làm cái chùa này đến 3 tháng. Lại hao của tiền. Bây giờ Phật ở không yên. Lo làm nơi khác. Tiêu nhiệm sự xa. Thì đó thì nói cái chuyện mà cái chùa không à, mà mình nếu như họ lấy đức tin ra họ lý luận là họ tin bà Maria có làm cái điều đó thật thì cái quyền của tín ngưỡng thì mình không nói. Nhưng mà nếu như không á thì mình thấy rằng những cơ hội Tây mà chiếm rồi ấy, thành ra đại bác lĩnh Tây đi trước thì giáo dân theo hùa sáu phả chùa chiếm chùa làm nhà thờ rõ ràng của người ta như vậy thì giáo chối cả đi được. À chúng này linh ứng phi thường, chúng tôi xin cũng về đường đạo ông làm gì có cái chuyện dân ba làng ta làm chùa mà đến bây giờ thì không lên thấy Phật thánh ra bay ra ngoài đường rồi đi đâm đớn xin cũng cái chùa lại cho mình làm nhà thờ. Nói cái chuyện nó vô lý. Chùa tranh một cái đã xong, vườn thờ một bức trong vòng một nơi, bên ông gìn giữ cho người, tức là tôi xin cũng cho ông. Để lo vuông quyển tài bồi cây đa, chỗ này là chỗ chùa bà, cho nên thần Phật quỷ ma thiên già. Viết như vậy làm sao một chút, anh viết như vậy mà anh cứ dặn lui dặn, rồi anh mỗi lần kiều la vang, anh đem ra anh đập, như gọi là kinh nhật tùng. Thì tôi hỏi những cái người không phải đào họ làm ra họ chấp nhận. Mà bây giờ nói đến cái chuyện á, mà làm cái thánh địa La Vang này, quán thuộc ông làm như thế đây mà. Bây giờ quán lĩnh khi này cho thuộc là làm trưởng ban xây dựng này, viện ra ông làm tổng giám mục ngoài này. Mà lúc đó ông kiêm luôn là tổng giám mục niên trưởng, là ông là lĩnh vực. La Vang là của chúng của toàn thể quốc dân Việt Nam. Tuyên bố ngon là nào. Cả lương lẫn giá. Và ai dám tuyên bố là chừng mình chừng 10% cái tôn giả thì được
của ta là 90%, tuy không phải Phật đi nữa, nhưng mà lương. Tức là ta không phải đáo. Nếu đang ăn làm cái này đang bắt cái lương cái giá đóng góp, anh nói là cái này là của quốc gia La Vang, là của chúng, của toàn thể quốc dân Việt Nam. Cả lương lẫn giá, quốc dân có quyền đòi hỏi trong những công việc mỗi ngày xúc tiến thế nào nên cần. Ít ra là Nguyệt Sang đăng tin sột giả cho thấu các làng mạc về công trình đang thực hiện ở đó. Đó phải làm một cái tờ báo tường tình công việc hàng ngày cho quốc dân Mỹ. Để phù công giúp cuộc vào việc chung, ai nấy chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao dân cho mẹ một ngôi nhà vừa ý mẹ. Đây. Chú có những tư liệu quý quá. Sau đó nha, chuyển sang tâm lý Sơn thì nhiều sách lắm. Anh thấy là bây giờ dùng quyền lực này. Sau đó nha, chuyển sang tâm lý Bộ Quốc phòng gửi đến La Vang số tiền của đồng bào Hà Nội, Hải Phòng gửi chuyển tiền. Ngày họ chia ra để góp tiền, họ chia từng ngày. Đại hội đã được tổ chức trong 6 ngày liên tiếp, mỗi ngày được dành riêng cho một việc khác nhau. Ngày các bà mẹ, ngày các bệnh nhân, ngày các công chức, ngày các giáo hội thăm lần, ngày công giáo tiến hành một quốc đội và ngày cầu nguyện có tổ quốc. Quốc đội được chỉ là tập trung của đồng lo. Rồi, các giám mục miền Nam Việt Nam trong phiên họp năm 1960 đã muốn gọi là đền thờ toàn quốc khẩn tăng. Vì các ngài đã quyết định dân riêng cho Đức Mẹ một đền thờ để nhớ ơn Đức Mẹ bảo trợ, ban cho giáo hội chiến thắng được địch quân, đức tin được binh vực, đất nước được thống nhất và hưởng lại tự do. Anh thấy, các anh thấy, để đi quyên tiền thử này. Vì thế ủy ban phụ trách trân trọng kính đề nghị, ngoài sự giúp đỡ trực tiếp của các địa phận, kính xin các cơ quan đoàn thể của chính quyền, các tu viện nam nữ trong nước, các hội đoàn trong công giáo tiến hành là cái tổ chức chuyên để đi truyền đạo được hiểm trợ, các tư gia bất luận lương giáo hoặc riêng từng cá nhân hoặc chung rất nhiều người, mỗi đơn vị bảo trợ cho một công tác của trung tâm thần mộc. Thì tôi hỏi những cái này mà bây giờ mình không nhìn vào sự thật về từ binh vực và nội về thời gì không có đàn áp Phật giáo, không binh vực Thiên Chúa để nói ông là người giúp đỡ thì anh dối trá, mà khi là dối trá thì cũng có thân thật với nhau, làm sao mà qua già được nhé. Anh phải nhận cái lỗi của anh lúc đó. Ví dụ như cái cuốn này thì anh bây giờ giảng hội Việt Nam thì nói lúc đó thừa sai phương Tây họ mới đến, họ chưa nắm rõ được cái văn hóa đồ của đất nước về cái việc mà mới là lối thôi như vậy đó. Bây giờ là giả hội trong tay các giáo sĩ Việt Nam thì thấy rõ cái cội nguồn văn hóa, thì chúng ta nên tập trung xây dựng một cái đất nước thì mới yên được chứ. Hay là đến đây mới yên. Hay là lúc đó vì cái nhu cầu gọi là chia đôi đất nước thành đất sở mình muốn xây cái đó làm tiền đồn chúng cầm chúng đồn nói. Thì bây giờ thì thể đất nước là thống nhất rồi, thì cái chuyện đây là chuyện lịch sử đã qua cả thế hệ bây giờ em biết cái nguyên là đấy còn gọi là một cái ngôi chùa, còn chỉ là sau này bây giờ đã trở thành một cái nhà thờ thì chúng ta cũng phải biết cái đấy là đó. Cái này cũng báo chí có ai biết này chứ chắc chưa, không sau này sách của chú Nguyễn Văn Xuân đấy, của Nguyễn Đắc Xuân có viết một cái cuốn, em có đọc một cái quyển photo nhưng mà không rõ là cái có cái bản in còn không, nhưng em có đọc một cuốn của chú của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân viết về sự thực về thánh địa La Vang. Thì mà cái giải tỏa được những cái bất hòa trong xã hội, có mấy giáo sư cứ luôn luôn là nói mình bị bắt hại bắt đầu về lên án. Nếu mà anh muốn tìm hiểu cái lịch sử truyền giáo thì anh phải đọc cái cuốn thư của các giáo sĩ thừa sai của giáo sư Cao Huy Thuần ấy, cuốn đấy là mới được tái bản lại. Dày lắm, và đấy là phát triển từ luận án tiến sĩ của giáo sư Cao Huy Thuần. Với lại sau này có một tác giả nữa cũng viết về khảo cứu về thư của các giáo sĩ thừa sai của Pháp ấy, từ thế kỷ 17-18 gì đó, thì của một tác giả khác, thì cái cuốn đó em cũng có nhưng mà chưa đọc kỹ, hai quyển đó em đều có. Qua hôm nay em biết em Tùng đọc nhiều thật đấy. Chính em Tùng ý trong cái đề tài đấy. Bây giờ trong nó thấy nó quan tâm một cái đề tài rất mới của anh ấy. Từ dòng Ngô Đình Diệm đến Thủy Lễ Xuân mới rồi nên lên mạng. Tức là đều có ngọn ngành, đều có ngọn ngành. Mình
mình phải thấy cái đó để mà mình nhìn lại để tạo ra được một cái sự quốc gia là trên cả các cái nguồn luật lệ cho nó rõ ràng về vấn đề chút. Còn cái tôn giáo phát triển thì cái đó mình phải xem vô trong cái nhưng mà muốn để mà có được một cái công vì sao những người cha trai chủ chọc tự sự ta tìm ta lập quốc được ở Mỹ một cái hiệp trung quốc ta vẫn xây dựng được một cái đất nước mình đấy cùng một dân tộc sống trên một cái dạng đất thì dĩ nhiên trước đây cũng có chàng có miếng nhưng mà tại sao mình nghĩ nếu cùng công tác với nhau thì sẽ xây dựng được một cái cuộc sống tốt đẹp thế nhỉ. Rồi trong đó ngoài cái dân tộc thì có tôn giáo tuy Phật và tin lành nhưng mà bây giờ cái lộ di của người xưa thì đã qua còn bây giờ là cả hiện tại nhưng mà muốn thực lòng mà nói chuyện với nhau là anh phải biết cái lộ còn một khi anh cứ nói đi tại Phật giáo đó đi được trong sự dịch thanh đó để lật đổ diệm đó ông diệm chết rồi lại ông diệm là ông sáng suốt là ông mất có cái chuyện đó hả anh đang con mình cả đêm sao anh chối được anh có cái nguyên lý gì mà anh nói rằng xây nhà thờ Đức Mẹ này, tập dân tộc này phải đóng góp để xây và dân hiến Đức Mẹ cái chuyện của anh là tiền nguồn của anh bắt cả quân đội anh thiết cả nhân dân lương giáo đóng tiền mà xây thế thì những cái chuyện như vậy làm sao mà nói rằng cái sự bình đẳng không bé cho nên những cái quốc thần này hẳn mới đẩy để cả điện cổ đó thế cái này á mà nếu nói cái nhân từ nơi đó ra là xem là rồi đi vào ông đi chuỗi người ta đi dịch đồ cho tất cả này bậc thờ đồng ba quý á rồi mình gieo trong lòng cái tiền đồ những cái sai lầm như vậy tức là khi theo tôn giáo vậy là quên cái cổ này hủy hoại toàn bộ cái di sản văn hóa của người ta thì từ đó là sai bây giờ mình là giáo hội Việt Nam rồi thì mình thấy cái sai đó mình tận mình phải tôn trọng cái văn hóa truyền thống của đất nước và mình phải tôn trọng những cái tôn giáo đã tác thiện tới cái mảnh đất này trước mình để cung gọi là làm tốt cái xã hội chứ nếu mình không nhận cái đạo mình cứ luôn luôn nè đảng lý đạo thiên chúa mà được chấp nhận là giờ đất nước văn minh lắm tại nếu không vô nguyện á giết đạo không giết xuống được với cái gian mà tư tưởng như vậy là về muốn bỏ cái bàn thờ tổ tiên của người ta đi trong cái đó thì là người ta đã theo bao nhiêu năm rồi hàng hàng nghìn năm rồi ạ. Dạ. Thì những cái chuyện như vậy đã còn nhiều cả không thể mà mình xuyên tạc rồi mình nói sai chứ. Dạ. Thì nói cảm ơn chú chia sẻ cháu này được rồi. Cháu muốn hỏi chú là chú có mấy lời khuyên gì hay gợi ý cho khi mà cháu cũng triển khai đề tài nhân quả được không ạ? Chính xác. Dạ. Và rất khó. Như mình nói đó, tất cả tình nhân nào. Đã. Gọi là cái nhân duyên, cái nhân mà gọi là để mà tạo ra cái duyên mình sinh ra cái quả, ra cái quả mình tạo ra cái nhân cảm ra cái duyên thì để nói như vậy sẽ đụng chạm rất là nhiều. Hẳn chưa? Vì như mình thấy ví dụ như khi cái tháp Bảo Thiên, cái vấn đề công viên mà xảy ở nhà thờ lớn Hà Nội khơi ra đòi thì mới khiến cho người ta lật lại cái hồ sơ của cái chùa Bảo Thiên. Thì cái chùa Bảo Thiên của người ta đẹp như vậy, một cái quốc từ thuộc cả 1.000 năm qua cả triều đại tồn tại cho đến đây nguyện. Ở bên kia nhìn qua bên kia hồ là cái chùa Bảo Ấn to lớn, hình ảnh nó còn đẹp như vậy. Tại sao anh phá của ta thì chùa anh xem đến nhà thờ, đến công sở. Rồi anh nói đó là vì cải tạo thành phố. Cải tạo thành phố thì anh phải biết nếu anh đừng bị sủi dục bởi mẹ ông lên một dặm một á thì cái chùa Bảo Ấn vẫn là cái thẳng cạnh đền nhất của cái hồ Hoàng Kiếm và bên kia cái chùa Bảo Thiên vẫn là một cái cổ từ xưa nhất thành hiền nhất của cái đất nước Việt Nam từ khi mà lập cái kinh đô Thăng Long anh phải duy trì cho người ta chứ tại sao anh đến anh xin cha cái đất đó trả cái đất anh đòi cho được cái đất Bảo Thiên anh xây nhà thờ để anh chứng tỏ là ta đã thắng ta đến đấy thấy cái nó với cái tịch thường như vậy thì làm sao mà không khoảng người ta được rồi kì khi tôi ra là trong cái hẻm mà đi vô cái ngõ vô nhỏ nhỏ bên hông cái bức thanh vô nhà thờ bên phía phải đó. Còn cái diện Bảo Thiên đó,
không việc mấy cái bài báo về. Và bây giờ thì nhà thờ họ đem cái diện đó vô để trước cái đàn hán đá Đức Mẹ. Cái diện đá cổ nhất, đẹp mà đem vô trong đó đó. À, thì đáng ra anh phải biết để làm gì, không phải là để mà trả lại trong chùa. Cái chuyện là người Phật giáo họ cũng không thiệt ra người Phật giáo họ không có những cái chuyện như vậy đâu, nhưng mà tối thiểu giúp cho mọi người hiểu mọi nguồn vẫn tức là được cái mấy chỗ mà làm việc tòa hồi xưa mà gọi là cho tòa khâm sự nguồn đất mà đòi lại nhà thầy đòi lại cho được, thì bây giờ nhà nước họ phải làm việc công viên. Thì theo tôi phải đem cái thì nhà thơ đề nghị đem cái diện đá ra để trong cái công viên đó và ghi một cái bia rất rõ đây vốn là nơi xây dựng cái chùa Bảo Thiên từ thời Lý và đến cái năm đó xây nhà thờ để làm gì, cả lương cả giáo đều biết cái di tích lịch sử. Chứ anh đừng còn nói lúc đó vì Tây nó cấp anh viên có cấp đất mà nếu không có mấy ông giáo sĩ tuyên nghe được đứng sau lưng mà chỉ địa mà bán thật lần trước khi xuất quân đi đánh và nghĩa quân đó thì làm gì mà nó tả bằng cách thích chỗ nào thì mình cho chỗ đó. Thành ra những cái chuyện như vậy trong lịch sử mình là rất là đấy. Khi nào mà cả cái cộng đồng đều công nhận cái sự thật tổng bộ hết ra đi rồi anh cứ nhìn lại anh cứ bình tĩnh anh nhìn lại tôi bây giờ tôi cũng giáo dân nhưng mà cái chuyện là trước nay các cha chưa nói bây giờ thầy là rõ rồi là chỉ cũng có cái phần lỗi của giáo hội của các vị mà đi trước vì họ thì bây giờ trong cái cộng đồng mình như việc thì, cái chuyện làm chùa ấy nhà thờ đều là công trình tôn giáo tấm những thì giúp cho xã hội tốt đẹp thì mình cứ vui vẻ với nhau cái chuyện quá quá chứ không khi anh không nhận cái đó rồi mà anh cứ đổ chú hiện nay một ngày sinh hoạt bình thường chú.